Thái Lan, máy bay rơi thẳng sau 10 phút cất cánh, không một ai sống sót. Một máy bay đã rơi sau khoảng 10 phút cất cánh từ sân bay ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến toàn bộ 9 người bao gồm hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Hiện trường vụ rơi máy bay ở Thái Lan khiến 9 người thiệt mạng. Theo báo Bangkok Post và Khao Sốt, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn còn tiếp tục vào tối ngày 22 tháng 8 sau khi một máy bay chở khách loại nhỏ rơi tại khu vực rừng ngập mặn ở huyện Bang Pakong, tỉnh Chachongong của Thái Lan vào buổi chiều cùng ngày. Hiện trường máy bay rơi vùi sâu 10 mét vào bùn đất, 9 người chết ở Thái Lan. Máy bay Cessna Caravan C-208 do Thai Flying Service vận hành cất cánh từ sân bay Suvarnabhumi lúc 14 giờ 46 phút ngày 22 tháng 8, hướng đến sân bay Chiang Mai Chi ở tỉnh Tra. Máy bay mất liên lạc vào khoảng 15 giờ và được xác định gặp nạn lúc 15 giờ 18 phút. Trên máy bay chở 9 người. Những mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trong bùn lầy ở khu vực rừng ngập mặn gần đền Wat Khao Jin. Máy bay đã lao thẳng đầu xuống đất, vùi sâu hơn 10 mét vào nền đất lầy lội. Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc để tiến hành tìm kiếm, cứu hộ. Công tác cứu hộ tại hiện trường rơi máy bay vào tối ngày 22 tháng 8. Thống đốc tỉnh Chachongong Cholet Giang Trong cho biết khoảng 300 người đã được điều động để tìm kiếm thi thể các hành khách xấu số suốt đêm. Cho đến nay, một số bộ phận cơ thể người đã được tìm thấy. Theo South China Morning Post, 9 người trên máy bao gồm 5 du khách đến từ Hong Kong, 2 nữ tiếp viên cùng cơ trưởng và cơ phó người Thái. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Trung Quốc xác nhận 5 công dân tử nạn trong vụ rơi máy bay. Theo Tân Hoa Xã, ngày 23 tháng 8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cho biết 5 công dân Trung Quốc đã tử nạn trong vụ rơi máy bay ở Thái Lan. Chiếc máy bay Cessna Caravan C-208B thực hiện chuyến bay số hiệu TFT-209 do công ty Thai Flying Service vận hành, đã mất liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Không lưu Suvarnabhumi tại thủ đô Bangkok trước khi gặp nạn vào chiều ngày 22 tháng 8 theo giờ địa phương. Có 7 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn trên máy bay này. Theo Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan, chiếc máy bay gặp nạn trong lúc đang hướng đến tỉnh Trác ở miền đông nam nước này. Báo Bangkok Post đưa tin lực lượng chức năng thông báo đã tìm thấy những mảnh vỡ của máy bay cùng một số quần áo phụ nữ.